lẽ ra chúng không nên gặp nhau, nhưng mà số phận của chúng là sẽ gặp nhau một ngày nào đó. Anh nói với em là hãy ở bên anh mãi mãi. Nửa đêm ngày 8 tháng 8 năm nay, cậu sẽ chết. Anh đã nói em là duy nhất mà. Người yêu chuyển kiếp 22 giờ tối nay trên VTramas.